Hi, xin chào các bạn quay lại với kênh của Việt Nam Vlog. Thưa quý vị các bạn, khán giả cả nước ha, vẫn chưa hết đau buồn trước sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài thì ha, trên mạng có một gamer với nickname là Duy Nguyễn nha các bạn, đã có những phát ngôn ha, xúc phạm gia đình nghệ sĩ Chí Tài nha các bạn. Ở chú Chí Tài đưa hài cốt chú về Mỹ. Trời ơi, ổng ở Việt Nam thì ổng chôn ổng ở Việt Nam đi chứ đem về Mỹ là mấy con khỉ gì trời. Nghe nói ổng tập thể dục về đột quỵ luôn anh. Mặt mày ổng xanh lè xanh lét cả tháng nay rồi mày ơi. Anh có hay xem chú Chí Tài không anh không? Ông Chí Tài diễn tao thấy không có gì đặc sắc hết á. Hồi xưa tao chỉ coi Dân Sơn với Bảo Liêm thôi. Chí Tài với Thúy Nga là không có coi nha. Bà Thúy Nga bà diễn cũng vô duyên thấy mẹ luôn. Chú Chí Tài mất vợ không về được buồn quá sếp. Buồn cái quần. Ổng qua đây mấy năm ổng qua ở chung với vợ không mà buồn. Trong cơn đau buồn như thế này, người Việt Nam có câu ha, nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng trong lúc gia đình ha, nghệ sĩ Tài đang buồn đau buồn vì sự ra đi của nghệ sĩ Tài thì ha, Gimner Duy Nguyễn này lại livestream câu view xúc phạm gia đình nghệ sĩ Tài, và sau đó thì cộng đồng mạng đã tìm tới tận nhà nha các bạn. Thời gian gần đây là cộng đồng mạng là hoạt động còn nhanh hơn cả công an nữa các bạn. Cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay là rất là ghê gớm nha các bạn. Thì cái gamer Duy Nguyễn này các bạn là bóng tập tạ nha các bạn. Nhìn cơ thể không ai mà tập tạ mà như cái gamer Duy Nguyễn hả, là bóng tập tạ. Bóng chỉ có bóng tập tạ nên mới có những phát ngôn tào lao vậy thôi. Chứ người ta tập tạ người ta rất là manly, người ta rất ít nói các bạn, chỉ có mấy đứa bóng tập tạ mới nói nhiều thôi các bạn. Nói là nghệ sĩ Chí Tài diễn không có gì đặc sắc, không có hay ha, nghệ sĩ Chí Tài ở Việt Nam ha, với vợ xa cách với nhau có cái gì đâu mà buồn rầu yêu thương ha. Nghệ sĩ Tài mất ở Việt Nam sao, tại sao không chôn cất ở Việt Nam mà đưa về Mỹ làm cái gì? Thì vào sáng ngày hôm nay ngày 14 tháng 12 thì cộng đồng mạng đã tìm tới phòng tập gym Duy Nguyễn các bạn để tìm cái anh này, và cuối cùng là sao các bạn, khép lại chuyện lùm xùm xúc phạm gia đình nghệ sĩ Chí Tài, gamer Duy Nguyễn nhận sai và xin lỗi, được cộng đồng mạng tặng cho sách giáo dục công nhân lớp 1 và lớp 6 các bạn, để học lại cách làm người ha, Giáo học dục lại công cách dân. cách làm người tử tế các bạn ha, đúng với truyền thống đạo lý của người Việt Nam, đó là nghĩa tử là nghĩa tận, tức là người chết rồi ha, dù có oán hận cỡ nào cũng không nên nói lời cay đắng, cũng không nên có những hành động ha trong lúc mà tan gia ha, nên là học lại ha, giáo dục công dân lớp 1 và lớp 6 nha các bạn, nhân văn nha các bạn, không đánh không đập không chửi mắng gì hết nha các bạn. Đến để tặng cho cái gym Duy Nguyễn này một hai cuốn giáo dục công dân lớp 1 và lớp 6 để học cách làm người sống tử tế ha, giống đạo lý của cha ông chúng ta, đó là nghĩa tử là nghĩa tận nha các bạn.